Xin chào tất cả các anh các chị, chào toàn thể các bạn. Các anh các chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Hoa Hồng. Hôm nay thì kênh Cây Giống Hoa Hồng lại giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn một giống hoa hồng cổ của Việt Nam mà trên thị trường hiện nay vẫn còn ít ỏi. Thì em lại giới thiệu với các anh các chị và các bạn, đây là cây giống của hoa hồng cổ son môi. Hồng cổ son môi là một trong các giống hoa hồng cổ của Việt Nam nhé, mà có dạng bông chùm sai hoa, cây phát triển khỏe mạnh và có hương thơm rất là đậm. Hoa hồng cổ son môi là một giống hồng bụi cao nhé, thân mảnh. Cây có khả năng sống lâu năm. Ở Việt Nam, rất nhiều nhà vườn đã khai thác được những cây hoa hồng cổ son môi có tuổi đời vài chục năm tuổi. Sau một quá trình nhân giống và trồng cây hồng cổ son môi tại vườn, thì cây giống hoa hồng nhận thấy rằng khả năng chống chịu sâu bệnh của hồng cổ son môi là rất tốt ạ. Đặc biệt là bệnh trĩ, nhiều người trồng hoa hồng rất chi là ghét con bọ trĩ đúng không ạ? Thì hồng cổ son môi mặc dù bị bọ trĩ do mùi thơm hấp dẫn của bông hồng, nhưng mà bông hoa vẫn nở tốt và phát triển tốt tại khí hậu mùa hè. Cây nói chung là phát triển sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu của cả Bắc Trung Nam Việt Nam nhé. Chiều cao trung bình của hoa hồng cổ son môi là từ 1,5 m đến 2,5 m. Hoa có dạng cánh kép từ 15 đến 25 cánh. Có những bông chùm lớn từ 10 đến 30 bông hoa. Hồng cổ son môi mặc dù là hồng cổ son môi mặc dù là cái độ bền của hoa chỉ được khoảng từ 3 đến 4 ngày, nhưng bù lại thì là chùm hoa lại không lở đồng đều cùng một lúc mà lở rải rác, nên có cảm giác hoa sẽ được từ chơi được từ 10 đến 15 ngày. Ngày đầu tiên thì cây giống hoa hồng thường xuyên nhầm lẫn tên của giống hồng, son môi và chùm son. Nhưng bây giờ thì
khi mà đã thường xuyên làm đến giống hoa hồng này rồi thì là không còn nhầm nữa. Hồng chùm son thì là có dạng bông chùm đỏ, bông nhỏ hơn của hồng son môi rất nhiều, và hoa đấy thì gần như là không có mùi thơm. Các anh, các chị và các bạn theo dõi kênh nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho cây giống hoa hồng làm những video tiếp theo nhé. Cây giống hoa hồng thì có nhận ship code cây giống toàn quốc. Nhận hàng và thanh toán tiền hàng qua nhân viên bưu điện ạ. Phí bên GNT thường chuyển với giá cước là 10.000 trên 1 kg nhé. Rất cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh Cây Giống Hoa Hồng. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại ở các video lần sau ạ. Đây là hình ảnh hai Facebook của em nhé, Giáp Thùy Nhung và cây giống hoa hồng ạ.